nói tới các bạn giả mạo Facebook mình bao nhiêu đó thôi. Nếu mà trong vòng 1 tới 2 ngày sau mà anh em mình vẫn còn phát hiện, bạn vẫn còn cố chấp để lấy clip của anh em mình giả mạo anh em mình nữa, thì lúc đó anh em mình sẽ nhờ tới sự can thiệp của pháp luật nha. Bạn nha. Chào bạn nha. Chào bạn nha. À, hôm nay anh em mình ngồi trên chiếc xe lưu này có một chuyện nhỏ muốn nhờ tất cả các bạn ở trên kênh và cộng đồng mạng tiếp tay với mình để làm sáng tỏ và một cái trang fanpage giả nha bạn. Nói chung là các mình hôm nay mình cũng phát hiện được có một người giả mạo mình để làm ra một cái trang fanpage giả, lấy tên của mình luôn và lấy những hình ảnh của mình, như lấy những cái clip của anh em mình để đăng lên ở trên cái trang fanpage giả đó. Nói chung là rất là nhiều trang fanpage giả mạo mình luôn, nhưng có cái trang fanpage đó là cái lượt theo dõi rất cao, rất lớn luôn. Không biết là bạn đó lấy giả mạo mình để nhằm cái mục đích gì mình cũng không biết nữa, nhưng mình sợ cái bạn đó giả mạo mình để lợi dụng mình làm ra những cái chuyện không tốt, mang cái điều xấu đến cho mình, mang cho mình để mình để mang tiếng. Mình cũng mong tất cả các bạn hãy đồng tay chung sức với mình để lóc cái trang fanpage giả đó đi, để trả lại cái sự yên bình cho anh em mình làm clip hàng ngày cho tất cả bạn cùng xem nha bạn. Và bây giờ mình sẽ cho tất cả các bạn xem cái trang fanpage giả đó là như thế nào nha. Bạn đó tạo ra một cái trang fanpage giống mình luôn và hình ảnh cũng của mình luôn, lấy hình ảnh luôn á, lấy những cái hình ảnh và lấy những cái clip của mình để đăng lên trang fanpage giả đó. Và đây là cái trang fanpage giả của bạn đó nha bạn. Đây 138.000 người luôn. Trang fanpage tên Thánh Sạm Vlog, 138.000 người theo dõi. Đây các bạn nhìn thấy rõ không ạ? À? Nghe theo dõi rất nhiều, lượt xem rất nhiều luôn. Lượt xem rất là nhiều luôn. Lượt theo dõi rất cao luôn, mà cái lượt xem của clip đăng lên hàng ngày cũng rất là cao, lượt xem luôn. Đây là cái trang fanpage giả nha bạn. Đây là trang fanpage giả, sáng 6 giờ sáng anh em mình up clip lên hàng ngày thì cỡ 6 giờ 15 gì đó là các bạn đó đã lấy clip của mình đăng về cái trang fanpage giả bên đây. Mình không biết là các bạn đó giả mạo làm như vậy với cái mục đích gì, nhưng mình chỉ sợ là mình một ngày nào đó mình sẽ mang tiếng nha bạn. Nếu các bạn không biết cái trang fanpage nào là giả, trang fanpage nào là thật, các bạn cứ tưởng là cái trang fanpage đó là thật sự của mình. Rồi có những bạn đó có thể là giống như là nhiều khi lừa đảo tiền của tất cả các bạn hay gì đó. Bởi vậy mình sợ, rất là sợ, mình trong cuộc đời mình rất là sợ cái sự mang tiếng đó. Nên mong tất cả các bạn hãy đồng tay với mình để lóc cái trang fanpage giả đi, để cho anh em mình cái sự tự nhiên và cái sự nói chung là mình không biết nói gì luôn á. Tại vì một khi mình mà phát hiện cái người nào giả mạo mình không biết nói gì luôn, thật sự là vậy. Bây giờ thì mình cũng gửi một cái lời nhắn tới các bạn tạo cái trang fanpage giả của mình. Anh em mình thì sống trên đời này thì ai cũng như ai hết. Mình muốn nhắn gửi tới các bạn đó một lời nhắn thôi. Anh em thì ai cũng vậy hết. Mình mong bạn đó có nghe được lời nhắn của mình. Thì thôi, từ đây về sau bạn đừng có giả mạo mình nữa, đừng để cho mình mang tiếng. Chứ bạn đừng có lấy những hình ảnh của mình và những cái video của mình mà bạn đó đăng lên cái trang fanpage giả của bạn nữa. Mình mong qua sau clip này bạn đó sẽ hiểu và sẽ ngưng lại toàn bộ những sự việc lấy clip của anh em tụi mình để đăng lên trang fanpage của bạn. Lần đầu tiên anh em mình muốn giải hòa di quý, muốn nói chuyện tình cảm tới bạn đó thôi. Nếu mà trong vòng 1-2 ngày sau mà bạn vẫn cố tình giả mạo mình và lấy clip của anh em tụi mình đăng lên trên fanpage của bạn, lúc đó thì anh em mình chỉ có thể là nhờ pháp lực để nhúng tay vào cái chuyện bạn giả danh mình để trả lại cái sự tự nhiên cho anh em mình. Chứ bạn lấy cái clip của mình và tạo ra cái trang fanpage giả đó nhằm cái mục đích gì thì bạn chỉ có mình bạn biết thôi, anh em mình không biết được. Mình chỉ sợ tất cả các bạn ở trên cộng đồng mạng ngỡ rằng cái đó là cái fanpage của mình, rồi các bạn bay vô kết bạn, rồi các bạn bị cái trang fanpage đó giả mạo đó để lừa đảo kiếm đồng tiền hay là những cái gì đó. Mình chỉ sợ một chuyện vậy thôi. Thì mình cũng có một lời nhắn ngắn gọn tới các bạn giả danh mình đó thôi, từ đây về sau bạn nên ngừng lại đi, bạn đừng lấy clip của anh em, đừng giả mạo anh em mình nữa. Nếu mà bạn vẫn cố tình cố chấp không nghe cái lời khuyên chân thành của mình mà vẫn cố tình cố chấp để lấy clip giả mạo mình nữa thì mình
thiệp vào câu chuyện fanpage giả này. Cái Facebook của mình tạo ra để mình chia sẻ clip lên cho các bạn trên kênh, trên cộng đồng mạng để xem được. Còn bạn đó cũng tạo ra một trang fanpage, một trang Facebook giả của mình để không biết làm cái gì và cái mục đích bạn đó ra sao thì mình cũng chẳng hiểu được. Tại vì hôm nay mình cũng mới phát hiện thôi, mình hết mới phát hiện mà cái lượt thằng theo dõi của cái trang fanpage đó lên tới 138.000 người theo dõi rồi. Nó cái số lượng nó rất cao. Cái trang fanpage chính của mình cũng vẫn có một trang fanpage chính luôn, cũng tên là Thánh Sàm Vlog luôn. Nhưng mà cái trang chính của mình chỉ được có 30.000 người theo dõi thôi, còn cái trang giả đó 130.000, nó cao tột đỉnh tới mà gấp mình có thể 4 lần luôn. Mà mình giờ nó nói giờ mình ngồi đây mình nói mình cũng chẳng biết nói gì luôn, mình cũng chẳng biết nhờ ai giúp đỡ luôn. Các bạn có coi được clip này, nếu các bạn có thông suốt hay là các bạn có ai từng trải như tụi mình đó, thì các bạn hãy comment chỉ giúp anh em mình làm sao để lóc cái trang fanpage giả mạo đó và khỏi cái cộng đồng mạng nha bạn. Chứ giờ anh em mình một bàn tay trắng, không biết nhờ ai mà cũng không biết trông kỹ vô ai để nhờ ai hết. Mình chỉ có biết nhờ tới tất cả các bạn hãy chung lòng giúp đỡ anh em mình thôi. Với mình đó là có, mình không có bất cứ cái kênh nào nha các bạn. Có ai có giả mạo kênh của mình là không có cái nào hết trơn nha. Mình cũng có một cái điểm nhắn nhẹ muốn gửi tới tất cả các bạn luôn, là hôm nay ở trên YouTube có phát hiện ra những cái kênh mà Cu Đen Vlog hay là Cu Đen TV hay là Cu Đen gì đó, hoàn toàn là đều giả mạo Cu Đen hết nha các bạn. Cu Đen nó không có tạo ra một trang YouTube nào hết, chỉ là giả mạo hết. Mong tất cả các bạn hãy cấm cờ những cái kênh YouTube và giả mạo Cu Đen đó cho những cái kênh nó đai hết đi. Tại vì giả mạo Cu Đen không biết để làm cái gì, mình cũng không rành mà mình cũng không được rõ. Nhưng mà cũng có rất là nhiều kênh luôn. Các bạn hãy kéo xuống comment hàng ngày các bạn coi. Cái comment nào lúc nào cũng có cái Cu Đen Vlog nó vô để trả lời tin các bạn. Có nhầm tin thì trả lời thông thường, còn có những cái tin thì trả lời hơi ngang tàng, bởi vì cái kênh đó là những cái kênh giả. Hôm nay người Cu Đen muốn điểm chính với tất cả các bạn là Cu Đen nó không có tạo ra một cái kênh YouTube nào hết. Còn có những cái kênh nào mà mang tên Cu Đen Vlog, Cu Đen TV hay là Cu Đen Official hay là Cu Đen gì đó, hoàn toàn là giả mạo hết. Mong tất cả các bạn hãy chung tay với anh em mình mà cấm cờ cho những cái kênh YouTube giả mạo Cu Đen nó sẽ đại hết nha bạn. Anh em mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Thôi, lời cuối cùng cho mình xin gửi tới các bạn mà giả danh cái fanpage YouTube của mình đó. Lời nhắn cuối cùng thôi, anh em mình ai cũng như ai, đôi khi trước lạ sau vẫn quen thôi. Nhưng mình mong bạn sẽ sớm ngày chấm dứt cái giả dạng, cái giả tạo cái Facebook của mình đi, để cho anh em mình có sự tự nhiên và sự tự tin để anh em mình tạo ra những clip để gửi tặng tới tất cả các bạn hàng ngày. Còn nếu mà bạn vẫn cố tình cố chấp không ngừng lại cái việc mà lấy clip của anh em mình và giả tạo giả mạo anh em mình nữa, thì mình chỉ có cách cuối cùng là anh em mình sẽ nhờ tới pháp lực để làm rõ ra chuyện này. Thôi, mình chỉ nói tới các bạn giả mạo Facebook mình bao nhiêu đó thôi. Nếu mà trong vòng 1-2 ngày sau mà anh em mình vẫn còn phát hiện bạn vẫn còn cố chấp để lấy clip của anh em mình giả mạo anh em mình nữa, thì lúc đó anh em mình sẽ nhờ tới sự can thiệp của pháp luật nha. Thôi, bây giờ anh em mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã bỏ thời gian quý báu ra để xem cái clip hôm nay. Anh em mình xin chúc cho tất cả các bạn có một ngày mới tràn đầy hạnh phúc bên người thân. Còn bây giờ anh em mình xin chào tạm biệt các